đẹp thì mình sẽ tự tin thì cuộc sống sẽ tích cực và mọi điều sẽ suôn sẻ hơn. Hôm nay Orchard đón tiếp Phương Anh, một cô nàng cá tính và xinh đẹp. Các nét trên gương mặt bạn đã rõ nét, nhưng phần cằm ngắn và hàm vuông khiến tỷ lệ gương mặt chưa được thanh thoát. Điều đó khiến Phương Anh chưa tự tin về góc mặt của mình. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã lựa chọn sử dụng Botox cho phần hàm được thon gọn hơn và sử dụng filler để tạo hình cho bạn một chiếc cằm V-line nhưng vẫn tròn đầy từ cái tổng thể gương mặt bạn. Cằm chúng ta có thể thấy sự thay đổi rõ rệt luôn, còn riêng với Botox sẽ thấy hiệu quả sau 10 đến 14 ngày. Và đây là màn biến hình sau 2 tuần làm việc tại Orchard của Phương Anh.